Ok, thầy trở lại với các bạn rồi. Chúng ta đổi gió tí đi, chúng ta sẽ không làm kiểu không có đáp án nữa mà chúng ta làm cái bài có cái đáp án ABCD. Chúng ta đổi gió tí, chúng ta làm trắc nghiệm ha. Trong quá trình học tập ấy thì các bạn thấy là đôi khi có những lúc mình ngu người, tức là những có lúc mà cái bài rất dễ nhưng mình lại nghĩ không ra, không biết là lý do gì, đúng không? Đấy là những cái phút ba chấm của cuộc đời. Cái phút này nó rơi vào cái lúc ngủ thì nó an toàn nhất, chứ nó không nên rơi vào cái lúc khác thì nó rất là vớ vẩn, đúng không? Cho nên trong học tập hay là trong làm việc ấy thì đôi khi mình cũng rơi vào cái trạng thái đấy, thì trạng thái đó rất là bình thường thôi. Cho nên các bạn nhiều khi các bạn không giải được ấy, các bạn đừng có nghĩ là mình ngu, không có đâu. Mình ngu tức thời nhưng không phải ngu toàn bộ ha, là rất là từ từ thôi nha. Thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta làm một số cái ví dụ này nha. Lực đẩy đàn hồi của lò xo bằng bao nhiêu? Khi mà nghe đến lực đẩy đàn hồi, lực đẩy không, có lắc thẳng đứng như thế này, nó đẩy mạnh nhất khi nào để ta vẽ hình ra, chúng ta nói chuyện với nhau cho nó khớp, bình thường đúng không? Kéo vô thì rõ ràng này, khi mà cái vật nó đi xuống dưới thấp nhất đi, hay trả dỗ đi xuống đây đi, thì lúc này nó bị giãn nhiều nhất. Mà nó giãn nhiều nhất thì cái xu hướng của nó là kéo về, kéo thì kéo mạnh nhất, tức là lực kéo mạnh nhất. Còn khi mà nó bị tút ở trong này, tức là bị co nén ở trong trên cùng này, thì nó bị nén nhiều nhất. Mà nén nhiều nhất á, nén nhiều, dồn nén nhiều thì đẩy nhiều, đúng không? Cho nên ở trên cao nhất là nó đẩy nhiều nhất, được chưa? Đấy, cho nên để ý nhé. Tính delta L cái này, delta là không này, delta là không, G chia omega bình, G chia cho omega bình 10 bi đúng không? G là 10, vậy là 1 cm các bạn, 1 cm. Và đây là 1 này, biên độ bằng 2 cơ, cho nên đây là 2 cơ. Như vậy nén mạnh nhất là nén 1, đúng không? Như vậy F đẩy nhá, đẩy max đúng không? Bằng K nhân cho 0,0. Mấy? 1 nhá. K M omega bình nhân cho 0,0001 bằng này. M là 0,1 đúng không? 0,1 nhân cho 10 bi 2 đúng không? Phải bấm máy tính. Chưa biết rồi. Nói thầy nhầm thì cũng hơi ẩu ấy. 0,1 này nhân với M là, nhân với omega bình, omega là 10 căn 10 bình phương nhân với 0,01, 1 newton các bạn, 1 newton. 1 newton thì các bạn biết ngay luôn, đó là đáp án. 1 newton thì chọn ngay D gì nữa. Các bạn kiểm tra lại này. Này, tức là lực đẩy lần hồi lớn nhất, tức là khi cái lò xo ở vị trí cao nhất, mà lò xo ở vị trí cao nhất ấy, biên độ bằng 2, mà bình thường ấy, đây là cái chỗ này bằng 1 rồi, đúng không? Biên độ bằng 2 thì nó quá lên đây 1 cm thôi, thế là bị nén nhau nhiều nhất là nén 1 cm, F bằng 1, được chưa? Để ý nha, chứ không phải là các bạn thế tầm bậy là vô là sai đấy nha. Ok, chúng ta tiếp tục này. Thì đây là lực như đây, khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo là 4 và 2. Chúng ta vẽ hình. Cái tính thầy là thích luôn luôn thích tính bằng hình vẽ. Đấy. Thế bây giờ nó bảo là lực kéo cực đại. Kéo nghe chữ kéo. Kéo là biết nằm dưới cùng mới kéo, đúng không? Tại vì khi mà cái vật của chúng ta nằm ở dưới cùng này thì nó mới kéo mạnh nhất chứ gì nữa. Tức là nằm ở bên này, đúng không? Nếu mà nằm ở dưới cùng là nằm ở dưới A đấy. Thì cái độ giãn của nó này, delta là 0 này, thêm cái này là A nữa. Tức là F gì đây? F kéo max bằng K delta là 0 mà đề bài cho 4. Còn gì đây, lực nén cực đại thì đấy mới nói nén cực đại, nén trên đây này, đúng không? Nếu mà bây giờ nhé, là vấn đề này, nếu mà A này á mà bé hơn delta L tới nằm dưới đây thì không thể nào có lực nén được, đúng không? Vì nó thấp hơn mà, nên là phải trên delta L thì mới có nén.
nén thì rõ ràng là bằng này, đây là a này, trừ delta, delta là không. Nhiều bạn lấy delta là không trừ a là sai, đúng không? Vì a rõ ràng nó dài hơn, cho nên mình ghi là f nén gì, nén mắt bằng k a trừ delta l là không. Cái này bằng 2, đúng không? Lập tỷ số nha. Bây giờ thì xóa bảng đi, xóa bảng đi, bây giờ thầy không cần nữa rồi, thầy nhớ hai cái tỷ số này được. Delta là không cộng a chia delta a trừ delta là không bằng 2. Delta là không cộng a chia cho a trừ delta là không bằng 2. Từ đây em rút ra được là hơi quy đồng đi, delta là không cộng với a thì bằng 2 a trừ 2 delta là không. Ở đây mình có là a bằng 3 delta là không, đúng không? 3 a bằng delta là không. Chúng ta nhớ hồi nãy chúng ta ghi là f kéo mắt ấy bằng k nhân delta là không cộng a. Cái a này em thế bằng 3 delta là không vô, cho nên cái này mình ghi này, k này nhân với 4 delta là không, vì a mình thế bằng 3 là delta là không rồi, này dòng 4, đúng không? Từ đây em biết là delta là không bằng này 44 bỏ 1 chia cho k, 1 chia cho 100 là 0,01, vậy là 0,001 bằng 1 cm. Tức là mình suy ra được a bằng 3 delta là không bằng 3 cm, đúng không? V mắc bằng omega a, rất nhanh thôi, omega là căn k chia omega là căn của gì à? G chia delta là không, đúng không? Nhân với 0,03, nhân với 3 cm luôn đi. Mình tính ra gì ạ? À? Mình tính ra cm mà. G là 10 chia delta là không là mấy? 0,01, đúng không? Căn cái thì ra là 10 căn 10 nhân 3 là 30 căn 10. Mình lấy bi bình bằng, sao tại lại không có đáp án nhỉ? Vớ vẩn nhỉ? Từ nhá. Khoan. G là 10 này chia cho delta là 0 là 0,001 này. Giờ căn cái là 10 bi. 10 căn 10 nhân cho 3 thì nó là 30 căn 10. 30 căn 10 à? 30 căn 10 cho nó chục được không? 30 căn 10 4 đúng không? Ồ, 30 căn 10 là không có đáp án nhỉ? À, vớ vẩn nhỉ? À, thầy có tính nhầm ở đâu không ta? K bằng 1, ui giời ơi, nhìn nhầm rồi. Cái này là K bằng 50 thì đây là 0,02 này các bạn, đúng không? 0,02 như vậy là 2 cm, 2 cm a bằng 6. Ui giời ơi, ở đây là mình sẽ nhân với a này bằng này, bây giờ lấy máy tính đúng này, đã chắn ra 10 chia 0,02 căn lên là 50 căn 5 nhân với 6, vậy là 60 căn 5 các bạn. 60 căn 5 đấy, tính là... tại vì thầy cứ nhớ đinh đinh là hồi nãy thầy tính là cái biên độ cái k là bằng 100, nên thầy cứ nhầm thôi. Vậy đáp án a nhé, rất dễ đúng không? Từ từ thôi, cái gì đâu khó, đúng không? Con lắc lò xo này, ui giời, từ vị trí cân bằng kéo xuống một đoạn 4 rồi truyền vận tốc, kéo xuống một đoạn 4 rồi truyền vận tốc thì có nghĩa là x bằng 4, thì dạy em rất là nhiều lần rồi, đúng không? Và v bằng 40 căn 3, không phải suy nghĩ gì hết, chưa? 40 căn 3, căn 3, chưa? Không phải suy nghĩ gì hết, cứ thế là làm thôi. Omega k chia m, căn k chia m, 50 chia 0,5 căn cái, vậy bằng 10. Từ cái này a bằng x bình cộng v bình chia omega bình, căn 4 bình cộng v bình là mấy nhỉ? Đây làm nháp mà, 40 căn 3 bình phương, 40 căn 3 nhé, chia omega là 10 à, bình phương lên 64 căn là 8, nhưng mà a bằng 8 giờ mình biết a bằng 8 là xóa bảng này hết tác dụng. A bằng 8 là chưa. A bằng 8, omega bằng 10, được chưa? Bây giờ nó lại chọn gì ạ? Nó lại chọn chiều dương hướng, hướng là lên xuống, hướng xuống. Hướng xuống thì ở trên này á,
nó là trừ 8 đúng không? Còn dưới này là 8 nha, thành cái nói ví dụ thôi. Bây giờ các bạn này, từ biến bằng kéo xuống một đoạn 4, tức là kéo xuống, tức là đây 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 này, rồi truyền cho vận tốc hướng lên, à tức là truyền cái vận tốc hướng lên, tức là đang x bằng 4, x 4 là chuyển động theo chiều gì ạ? Chiều dương là hướng xuống mà đang hướng lên, vậy là chuyển động theo chiều âm. X bằng 4 mà theo chiều âm thì quá dễ rồi, đúng không? 4 theo chiều âm thì có nghĩa đây 8 này, đây là 4 này, hết lên đây, vậy cái là góc bi phần 3 đúng không? Cho nên phi bằng bi phần 3. À, bây giờ xong xong hết tất cả những kiện mình cần tính rồi, tức là mình đã viết được phương trình của nó rồi đấy. Mấy thầy có cần viết phương trình không, nhưng mà thầy cứ viết phương trình đi cho các bạn nhớ được công thức, nhưng mà viết phương trình lượng đàn hồi cực tiểu tác dụng lên đá tre là bao nhiêu? Ôi, phải câu ngu người không, câu này cho nhiễu à? Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên đúng không? Admin đúng không? Thì bây giờ mình phải tính delta L đi, delta L đi, delta L không ấy. Có cái gì nó bị hiện ra cái gì vậy? Ô, thầy sẽ scan một tí nhé. Rồi, có lại nhỉ? Chưa, được chưa? Rồi đúng không? Rồi, nãy mình tính rồi ha, hư hết tất cả mọi thứ. Bây giờ tính delta L không đi. Đến là không bằng mg chia k. Công thức này cũng xài nhiều đấy. M là mấy nhỉ? 0,5 này nhân 10 này chia cho k là 50 này. Vậy là 0,1 đấy các bạn. 0,1 bằng 10 cm, là 10 cm. Như vậy A bằng 8 thôi. Bằng 8 thôi. Delta là không này to hơn A. Delta là không này mà lớn hơn A thì có nghĩa là cái lò xo chúng ta nó không bị nén. Đây. Gì vậy? Ông hay chưa? Không bị nén. Ở đây là phần này là đã 10 rồi, đúng không? Biên độ nó chỉ có 8 thôi, cho nên lên đến cao nhất là chỉ có 8 thôi, tức là lên đây thôi. Đây là 8, đúng không? Như vậy tại cái chỗ này, tại chỗ này hệ lực đàn hồi cực tiểu, lực đàn hồi cực tiểu này nó bằng k nhân delta L trừ trừ A. Hay là mình biết luôn là lúc này nó giãn mấy ạ? Nó giãn 2, đúng không? Thì nhân F min bằng k delta là không trừ a bằng này, lấy 50 ai 50 nhân delta là không là 10 trừ cho a 8, như vậy 0,002 N, như vậy câu a nha, 1 N nhé các bạn. Đấy thì chúng ta đổi gió một chút xíu, còn những bài tập còn lại trong file tài liệu thì các bạn phải tự nghiên cứu, được chưa? Rất là đơn giản đúng không, rất là cụ thể, không có gì thắc mắc, không có gì phức tạp hết. Các bạn cứ làm từ từ là sẽ có kết quả. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo, và chúng ta sẽ kết thúc luôn cái phần có lắp lò xo ở cái chương này ha. Rồi, bye các bạn.